Chào mừng các bác đã quay trở lại với Tùng Audio nha. Thì ngày hôm nay em tiếp tục lên cho các bác một dòng vang để phục vụ các bác cũng như là anh em trong cái dịp xuân năm mới sắp đến. Đấy. Thì hàng nhà bên em mới về đây các bác ơi. Cũng vẫn mang thương hiệu là TD thôi các bác nha. TD Ascotic model X11 Plus các bác nha. Đây, hàng mới về. Nhập khẩu 100% mới toanh luôn, em vừa đập hộp các bác ạ. Vâng, và đây là hộp nha các bác. Đây, em vừa đập hộp xong thì bên trong của nó thì cũng chỉ có những cái linh kiện giống như cái dòng vang khác thôi, không có gì nhiều. Con này thì có thêm khiển điện tử nha các bác. Đây, khiển điện tử này vẫn có giấy hướng dẫn sử dụng này, sách hướng dẫn này, dao cắm nguồn, có pin thôi. Đấy. Vâng, và đây là giao diện của em nói nha các bác. Đây, nhìn thì cũng khá là đẹp các bác ạ. Màn hình được thiết kế nằm ở giữa nha các bác. Cũng gồm hai cổng mic, mic 1, mic 2 này. Vẫn có những cái nút chỉnh các cái chế độ ở bên phía tay trái này nha các bác. Chỉnh mic này, chỉnh echo này, reverb này. Đấy, cũng bao gồm USB, cũng có Bluetooth, dâu Bluetooth nha các bác. Cái này thì là để chỉnh các cái tính năng chuyển cái chế độ như USB này. Đấy, các bác vặn chuyển nó hiện ở trên màn hình nhé. Bác cứ chuyển, cứ vặn bên vặn theo kim đồng hồ này để chuyển các chế độ cũng như cái tính năng USB cổng out. Đấy. Ở dưới ở đây thì là hiển thị các cái thông số của mic này, của effect, delay, repeat, reverb này. Cũng có FBX chống hú chống vang, chống hú chống ồn nha các bác. Đấy. Đấy. Đây ở mặt sau đây các bác, em quay mặt sau cho các bác nha. Đây là mặt sau của em nó nha các bác. Con này thì nút công tắc lại nằm ở phía sau các bác ạ. Đây, nút công tắc nguồn này nằm ở phía sau. Cũng gồm có cổng sub, cổng center này. Đấy. Có mic thêm mic 3, mic 4 nha các bác. Thêm hai cổng mic 3, mic 4 là 4 mic ấy nha các bác nha. Đấy. Chỉnh âm lượng mic 3, mic 4 ở phía sau. Đây là anten của Bluetooth nha các bác, bắt cực kỳ xa này. Kéo ra kéo vào rất thuận tiện. Đấy. Đấy. Con này thì rất là rẻ rồi, lại được khá là nhiều bác quan tâm nên là ngày hôm nay em nhập về cũng khá khá đấy, thì là để phục vụ cho các bác và anh em chơi Tết. Giá bình dân, nhà nhà ai cũng chơi được. Nên là đây thương hiệu TD thì chắc chắn là không phải bàn rồi. Đấy, được chưa ạ? TD. Các bác nào muốn đặt hàng thì liên hệ ngay đến số điện thoại em đang chạy trên màn hình nhé, để em tư vấn và hưởng cho các bác những cái mức giá ưu đãi nhất dành cho các bác trong buổi tối hôm nay nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha.